đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những tin chính. Cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát hiện 6 người nước ngoài, gồm 3 nam và 3 nữ, tử vong trong một căn phòng của khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở Bangkok. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi cấp báo từ khách sạn lúc khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Các nạn nhân được xác định là 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ trong độ tuổi từ 37 đến 56. Trong số này, chỉ có ông Đặng Văn Hùng và ông Phạm Thanh Hồng mới đến Thái Lan một lần. Số còn lại từng nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á nhiều lần. Trong đó, ông Trần Đình Phú và bà Nguyễn Thị Phương Lan từng đến hơn 10 lần. Các nhà điều tra không phát hiện vết bẩn tím hay thương tích trên cơ thể các nạn nhân và cũng không thấy có dấu hiệu đã xảy ra ẩu đả. Hành lý của họ được tìm thấy gần cửa trước của căn phòng. Đài PBS dẫn lời đại diện cảnh sát Thái Lan nói, nhóm khách ngoại quốc trên được tin đã chết do ngộ độc. Xong, nhà chức trách vẫn đang điều tra các nguyên nhân khác. Lời kể của nhân viên khách sạn Bangkok khi đối mặt nghi phạm đầu độc khách Việt Trang tin TheTiger.com dẫn lời lực lượng cảnh sát Thái Lan nói rằng các du khách tử vong trong vụ việc trên đã lần lượt tới khách sạn Grand Hyatt Airawan ở Bangkok trong các ngày từ 14 đến 15 tháng 7. Vào đầu giờ chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách tụ tập ở căn phòng của bà Serin Chong, 56 tuổi, nằm ở tầng 5 của khách sạn. Trong quá trình xét hỏi, các nhân viên khách sạn Grand Hyatt Erawan, một người trong số đó nói với cảnh sát rằng anh ta đã phục vụ đồ ăn và thức uống cho nhóm khách trên lúc gần 14 giờ chiều ngày 15 tháng 7. Nhân viên phục vụ đã đề nghị pha trà cho nhóm du khách nhưng nghi phạm trong từ chối. Từ lời tường thuật của nhân viên, bà trong khi đó có giọng nói rất nhỏ và dáng vẻ căng thẳng. Người nhân viên sau đó đã rời khỏi căn phòng và không có ai ngoài những du khách trên bước vào đó, nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan nói. Nguồn tin sau đó nói thêm các điều tra viên nghi ngờ bà chồng đã lợi dụng cơ hội không có ai khác ở trong phòng để hòa một loại thuốc mạnh hơn cyanur vào trà của những du khách khác và sau đó cũng uống thuốc độc tự tử. Dựa theo những hình ảnh được camera an ninh tầng 5 khách sạn ghi lại, cảnh sát Thái Lan xác nhận nhân viên khách sạn lúc 13 giờ 53 phút chiều ngày 15 tháng 7 đã mang thức ăn tới phòng bà chồng và rời đi vào lúc 13 giờ 58 phút. Khoảng 6 phút sau, bà Nguyễn Thị Phương, một thành viên trong nhóm du khách, kéo theo chiếc vali hồng và bước vào phòng của chồng. Hiện cảnh sát Thái Lan đang nghi ngờ động cơ gây án của nghi phạm chồng được cho là bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của ban này. Bộ ngoại giao Mỹ lên tiếng vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok. Hôm 16 tháng 7, 6 người bao gồm 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ được phát hiện đã chết tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt ở Bangkok. Cảnh sát Thái Lan đang điều tra khả năng các nạn nhân bị đầu độc. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết đã nắm được thông tin và liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương về cái chết của 6 người Việt, bao gồm hai người mang quốc tịch Mỹ tại khách sạn Bangkok. Hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho hay, Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về sự mất mát này. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho các gia đình. Bất cứ khi nào một công dân Mỹ tử vong ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương nếu có liên quan đến cái chết của một công dân Mỹ, và chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy ở đây. Theo ông Miller, ông không biết liệu vụ việc 6 người Việt tử vong ở khách sạn có được đề cập trong cuộc gọi giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với người đồng cấp Thái Lan hay không, do cuộc gọi này có thể đã diễn ra trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ biết thông tin. Trong khi đó, ông Thiti Seang Sawang, tư lệnh cảnh sát Bangkok, cho biết Thi thể các nạn nhân được nhân viên khách sạn phát hiện trong căn phòng ở tầng 5 sau khi họ chậm trả phòng. Cảnh sát nhận định dường như đây không phải là một vụ cướp và không có dấu vết bị bạo hành trên các thi thể. Cảnh sát cũng cho rằng các nạn nhân không tự làm hại mình. Tuy nhiên, ông Thiti cho biết những chiếc cốc có vết bột trắng được phát hiện trong phòng cùng với thức ăn chưa được đụng đến. Do đó, không loại trừ việc bị đầu độc. Cũng theo ông Thiti, một nạn nhân đã cố lê ra cửa nhưng bị ngã. Giới chức Thái Lan đang truy tìm người thứ bảy có liên quan đến việc đọc phòng khách sạn và đây có thể là nghi phạm. Thủ tướng Thái Lan yêu cầu hành động khẩn cấp sau vụ người Việt thiệt mạng tại Bangkok. Liên quan vụ việc 6 người nước ngoài, bao gồm 4 công dân Việt Nam, bị phát hiện thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathumwan, Bangkok, chiều tối ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin đã trực tiếp tới hiện trường vụ án để nghe báo cáo tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có hành động khẩn cấp. Ông Sretta đánh giá vụ việc xảy ra là ngoài mong đợi nhưng không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ cướp bóc hay tấn công, đồng thời cho rằng vụ việc sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch. Theo người phát ngôn chính phủ Chai Wacharonke, Thủ tướng Sretta đã yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các bước khẩn cấp để kiềm chế sự hoảng loạn của khách du lịch và công chúng. Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã xác định hai trong số 6 người thiệt mạng là Chong Serin, 56 tuổi, và Đặng Hùng Vân, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. Bốn nạn nhân còn lại mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. Thiếu tướng Theradet Thum chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô xác nhận có khả năng 6 người đã chết vì ngộ độc và dường như các nạn nhân đã uống cà phê và trà trong phòng. Nhưng hiện chưa rõ liệu họ đã tự tử hay bị đầu độc. Điều tra sơ bộ cho thấy không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể các nạn nhân và không có dấu hiệu xô xát, đồng thời hành lý cá nhân của các nạn nhân đã được đóng gói. Cảnh sát sở tại vẫn đang kiểm tra các đoạn ghi hình và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thai BPS dẫn lời đại diện cảnh sát Thái Lan nói rằng nhóm khách ngoại quốc trên được cho đã chết do ngộ độc. Song, nhà chức trách vẫn đang điều tra các nguyên nhân khác. Trong khi đó, một số hãng thông tấn địa phương đưa tin các nạn nhân có thể đã trúng độc cyanua. Cảnh sát nghi ngờ các nạn nhân đã tử vong trong vòng 24 giờ trước đó, có thể khoảng sau 13 giờ 55 phút ngày 15 tháng 7. Đang chú ý, Cửa phòng khách sạn tìm thấy các thi thể bị khóa từ bên trong khi những người dọn phòng tìm cách làm công việc của họ chiều 16 tháng 7. Công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xem những người này đã ăn uống những gì. Theo những hình ảnh được camera an ninh của khách sạn Grand Hyatt Erawan ghi lại, bà Nguyễn Thị Phương lúc 14 giờ 04 phút chiều 15 tháng 7 giờ địa phương đang kéo theo một chiếc vali hồng và bước về phía một căn phòng ở tầng 5 khách sạn. Sau đó chỉ một phút, ông Phạm Thanh Hồng, một người khác trong nhóm khách, kéo chiếc vali màu đen vào căn phòng trên. Đến 14 giờ 09 camera an ninh tiếp tục ghi hình ảnh bà Nguyễn Thị Phương Lan mặc một chiếc áo hồng kéo vali vào căn phòng trên. Hơn 10 giây sau, ông Hùng Đặng Vân đeo một ba lô màu đỏ trên lưng trong khi tay phải mang theo vali màu xám bước vào căn phòng. Khoảng 2 phút sau, bà Nguyễn Thị Phương, Phạm Thanh Hồng, Hùng Đặng Vân và du khách Sherin Chong bước ra khỏi căn phòng trên để lại bà Nguyễn Thị Phương Lan ở trong phòng một mình. Trong khoảng thời gian từ 14 giờ 13 đến 4 giờ 15 phút, ông Hùng Đặng Vân liên tục ra vào căn phòng. Sau đó, ông Đình Trần Phú, một người khác trong nhóm du khách trên, xuất hiện và mang hành lý vào căn phòng trên. Kể từ 14 giờ chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách gồm Đình Trần Phú, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thanh Hồng, Hùng Đặng Vân và Sherin Chong bước vào trong căn phòng và không còn xuất hiện trên camera giám sát nữa. Thông tin sơ bộ cho thấy các nhà điều tra đã tìm thấy tổng cộng 6 ly đồ uống và ở đáy mỗi ly đều có một ít chất cặn bột màu trắng. Thức ăn bày trong phòng không hề được đụng vào. Trong phòng vệ sinh, cảnh sát phát hiện một ít trà, nước tăng lực và mật ong. FBI vào cuộc điều tra vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok, Thái Lan. Lực lượng cảnh sát Thái Lan khẳng định các nạn nhân trong vụ 6 người Việt chết ở Bangkok là do bị sát hại, không phải tự sát. Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Trung tướng Thiti Seang Soang thuộc Cảnh sát Bangkok nói rằng nhóm khách gồm 7 người đã đặt 5 phòng trên tầng 5 và tầng 7 của khách sạn vào cuối tuần trước, nhưng chỉ 5 người đến nhận phòng vào hai ngày, 13 và 14 tháng 7. Có 5 người tử vong khớp với thông tin đăng ký tại khách sạn, nhưng người thứ 6 chưa làm thủ tục nhận phòng và người thứ 7 chưa xuất hiện. Cảnh sát đang điều tra lý lịch của họ, đồng thời đang truy tìm người thứ 7. Ông Thiti cho biết, chúng tôi cần tìm ra động cơ gây án, điều mà chúng tôi hiện có thể xác định là những nạn nhân trên không chết do tự sát mà là do bị sát hại thức ăn bên trong phòng không được động đến trong khi những chiếc cốc và đồ uống ở đó có vẻ như đã được dùng có một nạn nhân có vết thương ở trên mặt nhưng có vẻ người này khi ngã xuống đất đã va đập vào vật cứng có hai nạn nhân trong đó một nam và một nữ có vẻ ngã gục khi cố chạy về phía cửa ra vào căn phòng theo camera an ninh lắp trong khách sạn các du khách trên từ 14 giờ 04 chiều ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương đã lần lượt di chuyển hành lý của họ tới căn phòng ở tầng 5. Kể từ 14 giờ 17 phút chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách gồm Đình Trần Phú, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thanh Hồng, Hùng Đặng Vân và Sherin Chong bước vào trong căn phòng và không còn xuất hiện trên camera giám sát nữa. Thông tin được trang thetiger.com cập nhật lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7 cho hay, các cơ quan chức năng Thái Lan nhận định chất độc cyanur có khả năng là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhóm du khách. Ở một diễn biến khác, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm nay đã cử đội công tác tới Thái Lan để tham gia điều tra bởi trong nhóm khách thiệt mạng có hai người mang hộ chiếu Mỹ. Tờ Matichon của Thái Lan và các phương tiện truyền thông khác của nước này ban đầu trích dẫn tờ cảnh sát Bangkok cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng tại một khách sạn sang trọng ở quận Ratchaprasong, của thủ đô vào lúc 17 giờ 30 giờ địa phương tối nay, ngày 16 tháng 7, các thông tin ban đầu nói, 5 người được tìm thấy đã tử vong trong một phòng khách sạn, trong khi một người khác tử vong ở bên ngoài. Họ được tin đã thiệt mạng do bị bắn. Tuy nhiên, tờ Matichong sau đó đính chính, nguyên nhân gây tử vong cho các công dân nước ngoài được xác định là do ngộ độc. Theo trang Evening Standard, một nguồn tin cảnh sát Thái Lan tiết lộ, các nạn nhân chủ yếu là người Việt, nhưng trong đó có người mang quốc tịch Mỹ. Các cơ quan y tế địa phương hiện chưa lên tiếng phản hồi trước những yêu cầu bình luận về sự việc. Kênh truyền hình CNA cho hay, các phóng viên đang tập trung tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, nơi cũng có sự hiện diện của cảnh sát. Song, nhà chức trách vẫn chưa ra tuyên bố xác nhận đây là nơi tìm thấy các thi thể. Theo báo Bangkok Post, thi thể của ba nam và ba nữ được phát hiện trong một phòng khách sạn ở tình trạng không có vết bầm tím hay dấu hiệu vật lộn. Hành lý của họ được phát hiện gần cửa trước, cảnh sát đang kiểm tra hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát an ninh và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối. Các nhà điều tra nhận diện 6 nạn nhân thiệt mạng gồm 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người Việt mang quốc tịch Mỹ. Theo Thiếu tướng Theradet Thum Suthi, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô có khả năng 6 người nước ngoài đã chết vì ngộ độc và họ dường như đã uống cà phê và trà trong phòng. Ông Thum Suthi nói, các thám tử vẫn chưa tìm ra chính xác nguyên nhân gây tử vong cho họ. Trung tướng Thiti Sesawang -so thuộc lực lượng cảnh sát Bangkok thông tin thêm các nạn nhân có kế hoạch trả phòng khách sạn trong ngày 16 tháng 7 và họ đã đóng gói hành lý. Các nạn nhân gồm 3 nam giới, 37 tuổi, 49 tuổi, 55 tuổi và 3 phụ nữ 46 tuổi, 47 tuổi và 56 tuổi. Thủ tướng Thái Lan Sreta Thavisin đã ra lệnh điều tra vụ việc để tránh gây thiệt hại cho công chúng và bảo vệ hình ảnh cho khách du lịch. Một cảnh sát xin giấu tên hé lộ. Cuộc điều tra đang diễn ra tập trung vào một chất độc. Ratchaprasong là trung tâm mua sắm giải trí nằm cạnh khu Siam nổi tiếng, tập trung nhiều trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Thái Lan. Năm ngoái, một thiếu niên đã bị bắt sau khi bắn chết hai người nước ngoài tại trung tâm thương mại Siam Paragon trong thành phố. Theo tờ Mattichong, tại cuộc họp báo được tổ chức vào tối ngày 16 tháng 7, cảnh sát Thái Lan cho biết. Đã phát hiện 6 người nước ngoài, gồm 3 nam và 3 nữ, tử vong trong một căn phòng của khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở Bangkok. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi cấp báo từ khách sạn lúc khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Các nạn nhân được xác định là 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ, trong độ tuổi từ 37 đến 56. Trong số này, chỉ có ông Đặng Văn Hùng và ông Phạm Thanh Hồng mới đến Thái Lan một lần. Số còn lại từng nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á nhiều lần, trong đó ông Trần Đình Phú và bà Nguyễn Thị Phương Lan từng đến hơn 10 lần. Các nhà điều tra không phát hiện vết bẩn tím hay thương tích trên cơ thể các nạn nhân và cũng không thấy có dấu hiệu đã xảy ra ẩu đả. Hành lý của họ được tìm thấy gần cửa trước của căn phòng. Đài PBS dẫn lời đại diện cảnh sát Thái Lan nói, nhóm khách ngoại quốc trên được tin đã chết do ngộ độc. Xong, nhà chức trách vẫn đang điều tra các nguyên nhân khác. Trong khi đó, một số hãng thông tấn địa phương đưa tin các nạn nhân có thể đã trúng độc cyanur. Cảnh sát nghi ngờ các nạn nhân đã tử vong trong 24 giờ trước đó, có thể khoảng sau 13 giờ 55 phút ngày 15 tháng 7. Đáng chú ý, cửa phòng khách sạn tìm thấy các thi thể bị khóa từ bên trong khi những người dọn phòng tìm cách làm công việc của họ chiều 16 tháng 7. Công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xem những người này đã ăn uống những gì. Các nhà điều tra đã tìm thấy tổng cộng 6 ly đồ uống và ở đáy mỗi ly đều có một ít chất cặn bột màu trắng. Thức ăn bày trong phòng không hề được đụng vào. Trong phòng vệ sinh, cảnh sát phát hiện một ít trà, nước tăng lực và mật ong. Theo Trung tướng Thiti Seawang thuộc Cảnh sát Bangkok, nhóm khách gồm 7 người đã đặt 5 phòng trên tầng 5 và tầng 7 của khách sạn vào cuối tuần trước, nhưng chỉ 5 người đến nhận phòng vào 2 ngày 13 và 14 tháng 7. Các khách ở phòng 4 trên tầng 7 dự kiến trả phòng chiều 15 tháng 7 và đã thu dọn hành lý xuống phòng ở tầng 5. Toàn bộ nhóm khách đều lên kế hoạch trả phòng vào ngày 15 tháng 7. 5 người tử vong khớp với thông tin đăng ký tại khách sạn, nhưng người thứ 6 chưa làm thủ tục nhận phòng và người thứ 7 chưa xuất hiện. Cảnh sát đang điều tra lý lịch của họ, đồng thời đang truy tìm người thứ 7. Theo báo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Sreta Thavisin đã tới hiện trường ngay tối ngày 16 tháng 7. Ông Sreta cũng tham dự cuộc họp báo của cảnh sát và bác bỏ các thông tin cho rằng nhóm khách ngoại quốc đã thiệt mạng do một vụ nổ súng hay cướp bóc. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh sự việc xảy ra ngoài dự kiến nhưng sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch của đất nước. Ông cũng ra lệnh cho các lực lượng chức năng thực hiện những bước khẩn cấp để chấn an công chúng và khách du lịch. Phát hiện mới về người thứ bảy trong vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok đã bay về Việt Nam từ trước theo hãng tin Khao Short, cảnh sát Thái Lan đã điều tra các tình tiết xung quanh cái chết của 6 du khách Việt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok. Một trong 6 người này đã sử dụng cyanur để đầu độc các nạn nhân khác và sau đó cũng uống thuốc độc tự tử. Động cơ gây án được cho là do vấn đề nợ nần. Hôm nay, tại sở cảnh sát Lupini, thiếu tướng cảnh sát Thirade Thammasute, lãnh đạo đội điều tra thủ đô thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, trong đêm qua, họ đã thẩm vấn con gái của một trong sáu người đã chết cũng như các nhân chứng bổ sung. Theo đó, động cơ gây án được cho là có thể liên quan đến nợ nần. Căn phòng ở tầng 5 tại khách sạn Grand Hyatt Erawan được khóa từ bên trong và không có việc người khác vào hoặc ra khỏi căn phòng khóa trái được. Liên quan tới chất độc trong vụ án, theo các bác sĩ tại bệnh viện King Chulalongkorn Memorial, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy dấu vết của chất hóa học chết người có tác dụng nhanh trong thi thể nạn nhân. Họ được xác định thiệt mạng do ngộ độc cyanur. Về việc điều tra người thứ bảy đặt phòng tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc, cục quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã truy tìm và phát hiện người này là em gái của một trong 6 người đã thiệt mạng. Cô đã bay về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7. Trong khi đó, cảnh sát nghi ngờ bà Serin Chong, 56 tuổi và là một trong 6 người tử vong đã đầu độc các nạn nhân khác, sau đó cũng uống thuốc độc tự kết liễu cuộc đời. Bà Chong là người gốc Việt mang hộ chiếu Mỹ và từng xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần. Động cơ gây án được cho là bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này. Sky News đưa tin, hôm nay 17 tháng 7, theo các bác sĩ tại bệnh viện King Chulalongkorn Memorial, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy dấu vết của chất hóa học chết người có tác dụng nhanh trong thi thể của các nạn nhân. Họ được xác định thiệt mạng do ngộ độc cyanua. Các bác sĩ vẫn đang chờ kết quả giám định chính xác nồng độ cyanua trong máu của từng nạn nhân. Tiến sĩ Konki Advornsasin cho biết thêm, kết quả quét CAT cho thấy không có dấu hiệu chấn thương do lực tác động lên thi thể. Cảnh sát Thái Lan sáng sớm nay cũng cho biết ngộ độc cyanua có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba người đàn ông và ba người phụ nữ, trong đó có hai người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Thi thể các nạn nhân được nhân viên khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok phát hiện trong căn phòng khóa trái cửa từ bên trong hôm 16 tháng 7. Thức ăn trong phòng vẫn còn nguyên nhưng đồ uống đã được dùng. Tại hiện trường, bốn thi thể ở trong phòng khách và hai thi thể nằm trong phòng ngủ. Hồ sơ khách sạn cho thấy không có người nào khác vào phòng cũng trong hôm nay, Trung tướng Chai Rong Phiu Pan, người đứng đầu bộ phận pháp y của lực lượng cảnh sát Thái Lan, cho biết một trong sáu nạn nhân chính là người đã hạ độc những người còn lại, sau đó đã uống thuốc độc để tự tử. Sáu người được nhìn thấy lần cuối cùng còn sống khi bữa ăn được chuyển đến tận phòng vào chiều ngày 15 tháng 7. Ông Phiu Pan cho biết, sau khi nhân viên khách sạn mang tách trà, hai bình nước nóng, sữa và ấm trà, một trong sáu người trong phòng đã đổ chất cyanua vào. Cảnh sát cho biết thêm, trong các cuộc thẩm vấn với thân nhân của người chết, Nguyên nhân vụ án là do tranh chấp liên quan đến khoản đầu tư hàng triệu pạt. Các nạn nhân tử vong trong khách sạn ở Bangkok được xác định gồm hai người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ cùng bốn công dân Việt Nam. Cảnh sát nghi ngờ bà Trong đã đầu độc các nạn nhân, sau đó uống thuốc độc tự kết liễu cuộc đời. Bà Trong từng xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần, động cơ gây án được cho bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này.